Vắt mì hơi nhỏ ha. To thêm ăn đã hơn. Đúng, chuẩn mực thời nay là phải to. To hơn 20% là Cocomi 90g. Cocomi 90g, sợi mì vàng sáng. Tôm chua cay vừa miệng. À, mì mình hết rồi. Cocomi 90 còn kìa. Ăn hoài, ăn mãi, ngon, phơi phới. Mì to sợi sáng, thật đáng đồng tiền. Cocomi 90g, to hơn 20%, giá 4.500. Cocomi.